con gạt thì mình có bốn nót nè anh em. Mình có thể nhìn mấy nót đây để mình điều chỉnh nè. Đấy, giờ mình về nót số 2 ha. Đó, là nót giữa. Mình nhạc nhưng mà nếu mà không hết thì mình có thể đóng dần do mình cảm nhận của anh em thôi. Ví dụ mình nhạc lên những điểm đen đó nhưng mà vẫn thấy chưa hết thì mình đóng dần là đóng từ từ cho mình đừng chưa gì vô mình đóng liền một cái là nhiều khi là nó sẽ dồn điện lên luôn. Nó không mất ngắn mà nó sẽ tạo ngắn lên rồi. Đây là đa số là mấy anh em đi bàn hai cái mấy cái của tông đơ á là chính á. Chuột ba cái khung khoảng màu 2 nha. Mình chỉ đi khoảng tầm nửa khoảng màu 2 đổ lại thôi. Là từ dưới khoảng màu 1 lên khoảng màu 2 là tầm 50 đổ lại thôi. Cho nãy mình đi khoảng màu 2 là một phần á. Thì tầm 50 đổ lại thôi. Nó lên cao quá. Luôn em ạ. Cái phần sau ghế thế này là tóc dây ở hai bên này. Mình có thể đóng lại thêm một xíu nữa. Giờ lúc nào tóc phần sau ghế nó cũng dây ở hai bên đó. Mình thì anh em lấy vào áp dụng thôi, không phải phơi theo ai hay là bất cứ cái khuôn khổ nào cả.